tới chợ Vĩnh Long rồi, 4 giờ chiều ngày 22 tây tháng 12 2023 ở tới đây. Đây phía sau chợ Vĩnh Long. Đó, tắm sữa mình luôn ra. Nhớ mưa bông gì không? Chiều tới chợ Vĩnh Long rồi. Và thấy ai ra đường à? Đây ngã tư đường Hùng Vương 3 tháng 2 đó, chợ Vĩnh Long. Đây bán trái cây bên đó đó, chợ trái cây đó đó, trái cây dọc theo đường 3 tháng 2. In 200 meters, turn left. Hai trăm thước nữa quẹo trái đó. Dạ. Thấy chưa? Trước kia chiếu là đường trước chứ. Dạ rồi. Turn left, then you will arrive at your destination. Cầu này 5 tấn. Không qua cầu luôn, tới kia. Đó đây à. Đó, tới đậu đó đó. Là lụm ba lên xe luôn phải không? Ok. Đậu đó đó. Đó đậu đó, đậu, đậu đỡ chỗ này nè. Quả đỏ là được rồi. Hello, chào buổi sáng các bạn. Rồi, bữa nay mình hiện đến Vĩnh Long rồi. Giờ này 7 giờ rưỡi thứ bảy ngày 23 tháng 12 2023 đó. Rồi đây là chỗ trên cái view trên khách sạn có xuống trong Cổ Long nè. Rồi dần sáng rồi có gì. Buổi sáng á, đừng có đồ có gì hả? Đây từ khách sạn ở Vĩnh Long nè, có ngó xuống view nè, cái cầu cá cá nè, thấy không? Giờ này 8 giờ sáng đó, ngày thứ bảy 23 tháng 12 2023. Cái đẹp lắm. Nhớ
sáng nay nhiệt độ 24, giờ này 24 độ. Xa xa nó ngó cầu Mỹ Thuận đó. Bữa nay nghe nói là khách thành cầu Mỹ Thuận 2. Ok ok. Đó. Đó vừa bước ra khách sạn. Đi qua quán trường. Quán trường hôm nay sáng sớm này. Đây quán trường hôm nay có sự kiện gì nè, hội chợ gì đó nè. Đang chuẩn bị cho hội chợ Noel thế này. Đây quán trường bước xuống phía trước là quán cà phê tóc. Tóc đó. Tóc buổi sáng này. Đây là đường Lê Lai. Nói lại đây là bến phà qua Cù Lao An Bình. Chỗ khách sạn Cửu Long đây nè. Nhà hàng Quy Thủy gì đây thì giờ qua đây luôn. Để ra bên đây để chống ở ngoài. Đây là khách sạn Cửu Long hồi đó đó, 3 sao. Ôi, vẫn còn lội bộ dọc theo bờ sông. Wow, bắt đầu vô chợ nha. Đây cũng bán cá tại chỗ này ta. Đây cái biển à. Khu này cái biển ha. Biển kìa. Đây mít cả cầu. Ôi bán xoài bán đồ cốc. Tươi không ha. Đây bán đồ biển. Trong đây có nhà hàng lẩu nướng nè. Tiên Long. Ôi ổi luộc đỏ hả? Đây là nói gì hả? Ở đây bán bắp lột ra luôn. Bắp Mỹ hả? Đây chợ Vĩnh Long đang cách chơi đồng sửa chữa hay gì đó. Hôm nay cái hàng ăn người lặt vặt về hết rồi. Về rồi. Hàng ăn giờ xuống mới xong. Đây bán đồ ăn xong không? Hơi bị đã. Hàng bán chè đây. Chè không có rượu gì đây. Đây hút rêu. Điểm có hết.